Bạn cảm thấy mệt mỏi giữa muôn vàn game hay được ra mắt hàng ngày, bạn vẫn chọn cái game cổ lùn đã lấy đi của bạn 10 năm thanh xuân? Hãy tắt con mẹ nó game đi và cùng tôi trở về cái thời mà Osu hay Cytus mới chỉ là những dòng cốt lỗi, độ phân giải 720p mới chỉ nằm trong những buổi brainstorm, mà khủng long thì vẫn còn tồn tại ở đâu đó, để đến với tựa game bắn súng duy nhất không bug, không lag, không toxic và không khử răng cưa, Virtua Cop 2, được phát hành năm 1995 và lên PC năm 1997. Virtua Cop 2 là tựa game mà bạn chỉ cần bỏ 3-5.000 đồng là có thể cài vào máy, vì hồi đó đĩa lậu tràn lan khắp nơi và bản quyền chỉ là trò cười của xã hội. Giá thành rẻ cộng thêm đồ họa đỉnh cao, tình tiết sống động, gameplay chân thực, Virtua Cop 2 trở thành tựa game mà bất cứ quán net nào cũng phải có, cho đến khi cái game cũ này ra mắt. Mẹ nó chứ, lại quen tay bấm tìm trận rồi. Well, lại là một ngày khác ở đấu trường công lý. Quay lại vấn đề nào. Virtua Cop được thiết kế để bạn chơi một mình hoặc chơi cùng đứa bạn thân, chí cốt nếu nó chịu góp 2.000 với bạn để ngồi chung máy. Người chơi một sử dụng chuột để bắn và nạp đạn, còn người chơi hai sử dụng các phím mũi tên, các phím số từ 0 đến 3 và cảm giác tập kém hơn người chơi một. Người chơi ba thì ngồi đấy chờ một trong hai thằng kia chết thì vào thay phiên. Bạn sẽ vào vai những cảnh sát trẻ tài năng, dù nhìn hơi thiểu năng, sử dụng khẩu lục 6 viên ổ quay để chống lũ cướp, không flash, không bom khói, không lựu đạn, chỉ thuần kỹ năng và cây súng mà bạn nhặt lên từ thùng rác. Bạn sẽ solo coco với lũ cướp có hàng nguội trong túi làm cho quần thụng và thấp, giải cứu cho những công dân lương thiện có khuôn mặt nhìn như ăn cướp. Game có 3 màn chơi, mỗi màn lại gồm 2 đường để lựa chọn. Màn 1 dí một đám Lê Văn Luyện trong thành phố cho đến khi bạn được chọn downtown, tức là trên đường phố, để bắn bánh xe và bắn thêm vài thằng Johnny Blade, hoặc Seaside Drive, tức đường cao tốc, để bắn những thằng đần trên xe tải. Boss màn này là Donkey Kong cùng khẩu rocket của nó. Màn 2, bắn nhau bùm chiếu ở bến cảng trước khi chọn giữa on deck trên bong tàu để bắn mấy cái chảo trong nhà bếp vì nó vui, hoặc bridge trên cầu để tấn công các gian phòng chứa đầy lính đánh thuê Disney. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chú luôn thứ 7 đâu rồi? 7 ha. Trước khi tiến đến đấm boss màn này, binh đoàn phèn ỉa của Iron Man. Màn 3, chúng ta sẽ hành hiệp ở ga tàu và trên tàu trước khi chọn giữa Arcade Line trên đường ray để tiếp tục vật lộn trên đường tàu cùng một lũ ninja cầm súng, hoặc Saturn Way, đường ra tàu hỏa để ra bên ngoài bắn những thằng ngu không tuân thủ luật an toàn khi đi ô tô và theo chân chúng đến chỗ trùm cuối siêu phẩm Glad. Nhưng khoan, vẫn còn một trùm cuối sau con trùm cuối nữa, đó là thằng đuôi bầu này. Nó sở hữu khoa học công nghệ tiên tiến đến nỗi có một bộ jetpack để bay và vũ khí của nó là một thanh kiếm, bởi khoa học công nghệ sẽ cản trở việc khoe khoang 12 năm học Nam Huỳnh Đạo của nó. Và như các bạn đã thấy thì game này có chất lượng đồ họa không chê vào đâu được. Nhìn cái nhân vật này xem, tôi khá chắc nếu bạn có thể phịch một nhân vật trong này thì bạn sẽ bắt đầu một loại HIV mới. Mấy cái chậu cây thì nhìn như lông nách của tôi sau 3 ngày không tắm. Và cái hoạt ảnh này, chân con mẹ nó thực ghê, wow, bất ngờ ghê á. Chân thực không thể tin được là nó lại chân thực đến vậy. Đây mà chưa phải chân thực thì chắc chắn chân tôi là chân giả. Well, bạn trông chờ gì từ một cái game nặng 10 mê. Nhưng trời ơi, chưa bao giờ em thấy anh khóc đâu có nghĩa là anh không bê đê đâu. Game chỉ 10 mê đâu có nghĩa là nó được phi logic đâu. Đặc vụ giỏi nhất của sở cảnh sát nhưng phải nhặt súng trong thùng rác để dùng. Con tin thì một đống và kẻ địch thì cầm súng máy, nhưng công an vẫn sộc vào với một khẩu lục bắn rụng một cái xe tải đang bay. Tại sao không chứ? Sao lại không nhỉ? Con lũ khủng bố đó, chúng mày học cách bắn nhau ở đâu ấy? Glee à? Ai đó mở nhạc lên được không? Tôi nghe tiếng súng mệt quá. Together, together, come on, let's have some fun. Âm thanh game này vô cùng trau chuốt. Bạn sẽ được nghe khoảng 4 loại âm thanh: tiếng súng, tiếng còi xe, tiếng con tin, somebody help me, và tiếng chửi đụ má của chính mình mỗi lần bắn nhầm con tin vì chúng nó cản đường vờ lờ. Together, 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 tránh ra coi nào, còn mẹ mày SD.